Cho các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào Facebook trên macOS. Thì các bạn test thử, bây giờ hiện tại là mình không thể vào Facebook được. Đây, báo không có. Thì các bạn vào System Reference, chọn Network. Nhiều khi á là các bạn không có nhìn thấy được cái chữ Network nó ở đâu, thì các bạn có thể search ở trên đây cho nó nha. Enter, đó. Đây. Sau đó các bạn chọn cái nút Advanced, chọn bên tab DNS. Các bạn gõ hai cái DNS server của Google vô bằng cách là lít vào dấu cộng. Các bạn gõ 8.8.8.8. Thì cái thứ nhất. Thứ hai các bạn thêm một dấu cộng nữa, các bạn gõ 8.4.4. Sau đó chúng ta nhấn OK, nhấn Apply. À, bây giờ chúng ta thử mở lại trang web này bằng cách là chọn vô nút Refresh. OK, các bạn đã vào Facebook thành công. Và có thể đây chỉ là một cách để vào Facebook thôi, còn cách khác hay không thì mình cũng không biết, tại vì mình cũng là một người mới tập tành sử dụng macOS thôi. Này. Chúc các bạn thành công.